địa mẫu Diêu Trì cùng thầy là người phương chư Phật đoàn thiên hậu thổ lệnh bà chúa xứ Thiên Nhung bà ba hữu ban linh quan thổ địa thổ chủ thần nông đất đây dương trần và kính thưa chính quyền sở tại địa phương ở tại địa chỉ ấp Tân Hưng xã Vĩnh Hiệp thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng và hàng năm vào ngày lành tháng tốt nhằm ngày 23 tháng 5 năm Quý Mão thì năm nay trong bổn hội ở tại nơi đây thì bá tánh dân dân cũng có sắp sanh hương đăng lễ dọn phụng cúng dân lên để an vị tạ nó hương miếu lĩnh bài chúa xứ và sau nữa cũng có nước sang thái đoàn tơ mái của Úc Lộc ở Long An cũng về đây trước và cùng trong bổn hội để cầu an cầu phước cầu hòa cầu cho bá tánh nhà nhà công đức hồi hướng quốc thế dân an mưa thuận gió hòa an cư lạc nghiệp cho mọi người cho nhà nhà bá tánh dạng dân làm ăn được dạng sự hân hoan dạng sự khí tượng tấn tài tấn lộc tấn bình an tấn phú quý tấn nhân sang bốn chữ thanh nhàn cho an khang dạng sự và giờ giờ này cũng là tới giờ đại lợi kiến tường Úc Lộc đại diện bên bài phái đoàn tơ mái và kính mời anh Phúc để nhận miếng vũ lễ đại diện trong bộ hội cho tụi em vô đám và cầu nguyện cho buổi lễ được thành công viên mãn hoàn thành tốt đẹp nam mô a di đà phật. Quỳ lại xíu đi, quỳ lấy rước bà đi, quỳ rước bà đi. Ở trên trầm sông ba cây hương đó kìa thấu lên thấu cung trời coi Phật mà để thấu lên trên ngọc mà hoàng mời ngọc hoàng con thần ngọc đế đồng nghe phiên ông nam tàu bắt đầu mà hỏi lương biên lời công đồng ở hướng tây nam bà ngự đồng về
đức thầy kìa chớn gió. Còn cái đồng quỳnh tiền mà con bái tạ, đồng tiên mà sư ở trên tiên sư, giống đồng thỉnh tổ sư, tiền đồng hiền tam giáo và cùng chánh thống đạo sư. Ông nghe đồng mày trên mẹ chân chi
bao gió giông qua rồi, bao gió giông qua rồi, giờ tới rồi hơi nay, giờ tới rồi hơi nay, trong nữ nam tâm thần, người đàn ông ta lại nói yên tiền, quyền linh nhớ cho con hiền, ngày hôm nay. Bye.
con thuyền tàu. Giờ họ đã qua giờ và đã đến. Bà Giang rồi bà Giang, giờ xứ tơ thần bà Giang lắm. Bà ngự về nơi hiện tiền.